với một sim các bác. Đây nhá, nó vẫn còn sót lại những quả. Đây, vẫn còn rất nhiều quả nhá. Các bác xem nhá. Rừng hoang. Bác xem đấy, một số những quả về người ta, bà con ở đây người ta hái về người ta ngâm rượu, về người ta bán nhé. Nhiều lắm, có nhiều bạt ngàn, các bác nhìn này. Nó thành rừng nó như Phú Quốc, các bác nào đi Phú Quốc thì biết đấy. Nhưng mà Phú Quốc họ là kiểu như là thương mại rồi, kiểu như là họ trồng thành hàng thành lối rồi. Thì nó khác, ở đây là tự nhiên, hoàn toàn tự nhiên các bác nhé. Đây. Sim thì rất là nhiều rồi, nhưng mà em muốn đi tìm một cái gốc nó thật đẹp đẹp để đào, vì là rất nhiều lựa chọn. Đấy. Mấy bà kia là người dân ở đây, người ta đi hái những cái quả sim cuối mùa. Đấy. Nhìn này nhưng vẫn còn rất là nhiều. Đi buổi này được mấy cân. Cái mùa chính của nó thì không hái sao cho hết. Đây nha các bác nha. Quả rất nhiều. Có gốc to không? Rồi, quả to quá nè. Quả to. Chín này. Đấy. To chưa? Chín, chín mọng. Đấy. Đâu vặt quả này chén luôn. Đây. Chén đi. Bác nha. Chén luôn. Ừ, ngọt lắm. Thế bảo là có một cái gốc đẹp ở đây. Mới đi theo à. Ừ, nhưng mà ấy quá. Không có gốc. Không có gốc. Ồ chết, em chưa tút. Hơi bé, có thể ở dưới nó mới to, nhưng mà hơi bé. Hơi bé. Chưa có gốc. Mình kiếm một cây nó có cái gốc hoành tráng đi các bác. Nó không có thì phải đào những cây này thôi, để phải chơi hoa. Đấy. Thận về cũng sợ có ong lắm, ong đốt cho phát chết. Ừ? À, đang đi ra. Đào à, mấy cây gốc to nó mới có giá trị nhé. Trong này thì nhìn các thể loại nhiều lắm. Hôm nay chỉ tập trung đào sim thôi. Cái cây này gốc to này. À cái này được. Nhưng mà hơi sâu nhỉ. Xả bơ đào quá ngon luôn. Ừ, được cái này được. Đây các bác xem nha. To lắm, tí nữa đào thì nhìn dễ nhìn hơn. Bộ này gốc chim này nhỉ. Bộ này gốc chim này. Ừ. Đây, to lắm. To lên. To. Rất nhiều cái to. Nó sâu ở bên dưới nhưng mà rất là khó nhìn cái gốc nó như nào. Có thể là sẽ phải đào thử một vài cây. Tôi đi sang bên kia xem nhé. Đi gì mày? Ừ, đây có một cây à. Đánh dấu quay lại. Tí quay lại. Quả xanh ở đây nhỉ? Nhiều lắm. Đấy, các bác. Biết cái hoa gì đây? Đẹp lắm, hoa đẹp lắm. Đấy. Sầm sim đấy. Bác, bây giờ một số cái trường hoa nó thường lấy cái lá này để cắm hoa. Tôi cũng không biết nó lấy ở đâu ra nhiều thế, nhưng mà cái này ở trong rừng thì rất nhiều. Đấy. Tranh thủ làm mấy quả sim trong này, một cây gốc to đấy, không biết được. Động giặc quá, sợ nhất ong, nhất ong hay rắn. Sợ lắm. Đấy các bác nhìn, quả nó non đấy, này, ngày lứa nó còn sau nó chín còn nhiều đấy, lúc này chưa phải cuối hẳn đâu. Cây nào cũng nhiều quả, đấy. Rất nhiều quả.
đấy, mấy cái cây cao cao á thì là gốc to. À thế à, đấy đây đi ra đây nào. Ui giời, cái lối đi tí nữa vặt đấy, tranh thủ làm ít sim ngâm rượu á. Đấy, hôm nay một công đôi việc, một công nhiều việc. Cây không biết có đào không, chắc chắn là có sim mang về rồi. À, đang tìm cái lối đi ra chỗ bà chị kia mà sáng sớm sương kinh quá. À, chưa chín hẳn, ăn được. Ừ. Đào tuông rồi tí đốt đi. Mày tuông rồi tí em bắt chứ. lấy. Ừ, có vẻ thấy nhiều ong ạ. Ghê phết. Thử xem cây này nó gốc có ra gì không. Nó cái này chơi cụm rừng được nhưng mà có vẻ hơi nhỏ, quá nhiều lựa chọn. Ôi trời, ướt quá, buổi sáng sớm sương ướt quá. Mua nhá, đi mua nhá. Xanh nhiều lắm, ngày còn nhiều lắm, không chưa phải là hết đâu, chưa phải cuối vụ đâu. Đấy đây này. Vọt ạ. Gốc của nó là chim ở dưới, mình không biết. Thực ra nó có gốc. Cái sâu bèng gì mỏi cái tay. Để một chỗ nhà đây. Nó cái sâu bèng gì. Nhiều quá, không biết đào cái nào. Đấy, ra cái bãi trống trống hơn thì dễ. Có khi phải sật luôn cây nào thấy tạm tạm được sật luôn lắm. Không có gì. Không có thì hoa hết cả mắt. Không biết đào cái nào. Đấy, cái cây... cây cao cao, nó mọc đơn lẻ thì mình dễ nhìn thấy gốc nó hơn. Nhiều quá đâm ra không biết đào cây nào. Mà sức thì chỉ đào được 1-2 cây thôi. Để về chơi thôi. Mà có thời gian vào đào tiếp. Đấy. Rừng xin. Đang nhìn cảnh đồi núi nhá. Phải có người dẫn đi đấy bác. Không có tôi không biết đường nào mà đi. Vào đây vừa ong vừa rắn sợ lắm. Có người dẫn đi. Đó. Lạc vào rừng sim. Tìm một cây nó còn ổn đây thì. Này anh em đào. Đào để cho các bác xem nhé. Xem đào lên nó có ra cái gì không? Chắc là quay lại cây như lúc nãy anh em phát hiện gốc nó to to để đào thôi. Đường này đấy, không biết cái cây vừa nãy đang đánh dấu ở chỗ nào, lối ra ở đâu. Không biết được. Một lúc không biết là đi đường nào rồi.
Một gốc đấy. Một gốc đấy. Một gốc đấy. Nó chặt nó mọc ra như thế đấy. Nó thành bới quá, khó phát hiện. Này mà các bác mà đi vào cái vụ chính bộ sim của nó thì tuyệt vời. Không biết vặt sao cho xuể. Bán đấy. Đây nhá. To cao phết nhỉ. Vừa mới anh em vừa mới quát qua cái cây này nhá. Các bác nhìn này. Gốc nha, gốc rất to đấy, không phải là nhỏ. Thân tán ba thân nhá. Cây này hay đấy. Vừa đấy, các bác nhìn phần gốc này. Nó mọc ở dưới cái bờ. Mọc cái lá đi. Hào nhá. Các bác nhìn nhá. Đấy. Ba chục một đấy nhỉ. Quả cũng rất nhiều. Ok nhá. Thử cái cây là hơi lộ. Hay không? Cái quỷ thế? Đấy, tí tí nó gốc cái cây này đâu. To tí nữa. Sáng chưa ăn gì. Bây giờ bác kiếm được miếng đu đủ. Em ở dưới ăn đây này. Chặt thế nào đây, cưa đi này. Cưa đi. Cưa ở dưới đâu? Đi. 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 Đ
đốt cây này luôn. Ở chỗ nào với anh không gửi. Chỉ một xí bò á. Ôi trời, đau được xí bò rồi xưa. Thế rau rồi. Cái thân bên này nó cứ lủng lỉu gì. Cái thân bên này nó cứ lủng lỉu. Nó không có đất nào bán. Ê, tốt quá, dễ đào. Đồng nhiều vất lắm. Đất ở đây bở rồi. Đất sốt đi. Nó chỉ là phá gì cả thẳng. Chúng mày làm được nhưng không tí mang về kiểu gì. Đi hát cái xe mày. Bầu thì không mang về bò. Xe của chị gì vậy? Anh chị đi với. Em ôm đi bộ về, chúng mày đi xe về. Ôm nhau kia. Chị đang đi sợ bảo vệ. Hả? Chị đang đi sợ bảo vệ. Đi đường này. Đi đường này, đường còn ngon hơn cái đường này. Không rộng cả chi cái này. Xe máy đi được. Đi được, mày đi cả ô tô được. Đấy. Hụt cái hào đấy đấy ông ạ. Ra nhé. Ra nhé. Đỡ lấy không phải nào vượt mất bò. Nghe cho đấy. Hai giống đỡ không nó vỡ mất bò. Uống đi đau thì mất. Không biết ông mang cái thuộc. Xỉa hết đi anh. Ở nhà chừng anh đánh cờ hiếu, anh cứ tỉa đi. Cứ tỉa đất thôi. Đây. Ra thôi. Đắm bớt khó nó vỡ này. Không. Không. Để to này vỡ ngay. Đấy, chả mang cái gì để bó. Vẫn nó mềm quá. Chả mang gì bó bầu. Đúng rồi, chán chết. Gọi cho anh Thu, cho anh Thu về chưa? Và anh ấy mang cái gì vào bó bầu? Anh ấy đã về rồi. Làm hù giữ nhé, em vô rồi đấy. Rỡ rồi mà. Nhà anh ấy rỡ rồi mà. Hay là đập bỏ thì không biết. Dỡ mái tôn các thứ rồi, cái quán rồi mà. Còn cái nhà lại dỡ rồi. Nhà anh ấy đã làm xong rồi mà dỡ. Lự rồi. Cơi mấy cái quật vào, cơi mấy cái quật vào đó. Đưa tôi đây. Bữa mẹ ơi. Bỏ quá. Cái cưa mà cắt mất đất đi. Rũ đi. Quay lưng làm xì xì. Nhọc càng người. Đi chả mang cái gì. Cái bầu to. Như bầu mít. Nhưng mà cái cây này tàn nó. Nhấc lên. Thằng Long nhấc lên cho nó. Ấy cậu đi dỡ. Đừng có cắt cưa bỏ. Cưa cái bên này. Cưa bên hai ấy. Bên này nó có đất đâu mà mới cưa. Mày cười tách được. Đúng rồi tách. Ừ, tách được. Nặng rồi à? Tắt máy quay không ạ?